Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ 6 ngày 30 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Bính Ngọ, tháng Bính Tuất, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ giờ kỵ sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc mạo quang giờ tân mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường giờ giáp ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh giờ bính thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thanh long giờ đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường về ngũ hành ngũ hành niên mệnh thiên hà thủy ngày bính ngọ tức can chi tương đồng thuộc hỏa và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm thiên hà thủy kỷ tuổi canh tý mậu tý ngày thuộc hành thủy khác với hành hỏa đặc biệt là tuổi mậu tý bính thân, mộ ngọ, thuộc hành hỏa, không sợ thủy. Ngày ngọ, lục hợp với mùi, tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục, xung với tí, hình ngọ, hình dầu, hại xỉu, phá mão và tuyệt hợi. Về các tuổi xung khác trong ngày, tuổi mậu tí, canh tí, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu thìn, nhâm thìn, nhâm ngọ, nhâm tí, và nhâm tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày gồm có sao tốt như là sao thiên đức, tốt mọi việc, sao nguyệt đức, tốt mọi việc, sao thiên hỷ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao nguyệt giải, tốt mọi việc, sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao tam hợp, tốt mọi việc, sao đại hồng sa, tốt mọi việc các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao cô thần, xấu đối với cưới hỏi, sao sát chủ, xấu mọi việc, sao lộ ban sát, kỵ khởi công, động thổ, sao không phòng, kỵ cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng chính Đông. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Thứ 6, ngày 30 tháng 10 năm 2020, như sau. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi tí thứ 6, ngày 30 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ 6 này, đối với bạn tuổi tí, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tí trong ngày này bạn đang chịu tác động xấu của cục diện ngộ hành tứ hình xung, tí ngọa mạo dầu cho nên với bạn tuổi tí dễ cảm thấy căng thẳng và nóng nảy nhất là khi làm việc bạn tuổi tí nhé Bạn tuổi tí bản mệnh có nhiều suy nghĩ tiêu cực cho nên có những cái hành động thiếu kiểm soát gây rắc rối cho chính bản thân mình nữa rồi nhé trong cái mối quan hệ xã giao của bạn tuổi tí trong ngày thứ sáu này bạn mệnh có thể nhận được cái sự quan tâm của nhiều người khác giới tuy nhiên với bạn tuổi Tý, bạn nên giữ khoảng cách với họa bởi đa số đều không tiếp cận bạn với cái mục đích tốt đẹp nữa đâu nhé. Bên cạnh đó, trong ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Tý, cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tử Tý là bạn cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối diện với mọi chuyện thị phi. Bạn có thể phải chịu cái sự nghi ngờ của đồng nghiệp và với bạn tử tí, bạn hãy dùng hành động thực tế để chứng minh cái sự trong sạch của mình nữa bạn tử tí nhé. Ngày này đối với bà tử tí không nên xuất hành đi xa bởi bạn đang có cái điểm báo, có cái sự rối rắm, tranh chấp, bất đồng ý kiến, khó lòng phát triển, dễ hao tài, tốn của, tiểu nhân quấy phá đoạn. Về tử vi tuổi giáp tí thuộc kim suy nghĩ tiêu cực tử vi tuổi bính tý thuộc thủy gặp nhiều rắc rối tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa nhiều người quan tâm tử vi tuổi canh tý thuộc thổ đối diện thị phi tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc hành động thực tế về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ 6, ngày 30 tháng 10 năm 2020 ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi sửu trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tương hại cái điều này khiến cho bạn tuổi sửu đang có tính khí thay đổi thất thường và bạn tuổi sửu bạn không còn là con người chính chắn cẩn thận thường ngày nữa mà trở nên nóng nảy thay đổi một cách nhanh chóng đến mức khiến cho người khác khó có thể lý giải được nhé bạn tuổi xỉu, bạn mệnh cũng thường mất kiên nhẫn khi giải quyết trong công việc, đặc biệt là đối với những cái công việc khó khăn, phức tạp đòi hỏi cái sự tỉ mỉ cao. Có thể là với bạn tuổi xỉu, bạn đã bắt mình làm việc quá sức trong cái khoảng thời gian vừa rồi và bạn tuổi xỉu, bạn cần phải dành nhiều thời gian cuối tuần để được nghỉ ngơi, lấy lại sức cho mình nữa nhé. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi xỉu, bạn cũng đang gặp được ngày có họ sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại có phần được may mắn. Nửa kia của bạn luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu cho bạn. Và với bạn tuổi xỉu, nếu có chuyện gì khó giải quyết thì bạn hãy tâm sự với người ấy. Bạn sẽ cảm thấy rất chi là nhẹ lòng và hạn nửa kia có thể đưa ra những cái gợi ý rất chi là hữu ích cho bạn nữa đó bạn tuổi xỉu nhé. Vài tử vi tuổi ất xỉu thuộc kim thay đổi thất thường, tử vi tuổi đinh xỉu thuộc thủy dễ mất kiên nhẫn, tử vi tuổi kỷ xỉu thuộc hỏa nên nghỉ ngơi hợp lý, tử vi tuổi tân xỉu thuộc thổ làm việc quá sức, tử vi tuổi quý xỉu thuộc mộc tâm sự với nửa kia. Về đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Từ vi tuổi dần thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tốt. Cho nên với bà tuổi dần, bạn luôn hăng hái trong công việc và nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người trong ngày nữa. Bạn mệnh tuổi dần rất quyết đoán nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm việc ngay. Nhưng cũng chính vì vậy mà những cái quyết định của bạn lại thường khá chi là hấp tấp nhé. Bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này bạn cũng đang có tính cả thèm chóng chán. Vì vậy bạn cần phải học cách duy trì sự hăng hái và kiên trì của mình trong suốt cái khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ thực hiện công việc. Nếu không, bạn sẽ không thể hoàn thành được công việc đến nơi, đến chốn được. Trong lĩnh vực về tình cảm, bạn tuổi dần trong ngày này lại gặp được ngày có mộc sinh cho họa vượng. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn rất chi là tốt, mối quan hệ giữa bạn với nửa kia phát triển khá đẹp. Với những công việc trọng đại trong nhà, bạn không bao giờ tự mình quyết định mà luôn nhớ là trao đổi ý kiến với bạn đời của mình nữa. Cái điều này khiến cho cái cuộc sống hôn nhân, gia đình của bạn tuổi dần luôn luôn cảm thấy ổn định và tốt đẹp nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy, nhiệt tình trong công việc, tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa, cả thèm chóng chán, tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ, tôn trọng nửa kia, tử vi tuổi canh dần thuộc mộc, vợ chồng đồng thuận, tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim nên kiên trì hơn. Về đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tuất, tuổi hợi. Tử vi tuổi Mão thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2020 ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Mão siêng tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi Mão trong ngày này bạn đang gặp ngày của cục diện ngộ hành tương phá cái điều này cho thấy với bạn tuổi Mão, bạn cần phải chú ý tới cái công việc quản lý về tài sản của mình trong ngày hôm nay. Bạn tuổi Mão, bạn mệnh không nên chi tiêu quá hào phóng vào những cái công việc không thực sự cần thiết, đặc biệt là không nên tin thiêu những cái đối tượng mới gặp lần đầu nữa bạn tuổi Mão nhé. Trong ngày này, nếu như là bạn là người làm ăn, kinh doanh, buôn bán thì không nên vội vàng đưa ra những cái quyết định về đầu tư vào cái thời điểm này. Bởi rất có thể bạn sẽ vướng phải những cái mối làm ăn bất lợi cho mình. Và với bạn tuổi mão, bạn cần phải bình tĩnh, tỉnh táo, chờ cái thời điểm thích hợp hơn. Không nên tham cái lợi trước mắt nữa bạn tuổi mão nhé. Trong cái vận trình ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi mão, bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi mão là bạn không nên tranh hơn thua với đồng nghiệp hoặc là cấp trên nếu không bạn rất dễ thực hiện những cái hành động gây tác động xấu tới tiền đồ tương lai sự nghiệp của mình đôi khi bạn phải học cách thỏa hiệp tạm thời nữa bạn tuổi mão nhé ngày này đối với bạn tuổi mão bạn đang có cái điểm báo xuất hành không được thuận lợi có cái sự va chạm rối rắm tranh chấp thất lý, không có người giúp đỡ nữa bạn tuổi mão nhé. Chính vì vậy mà bạn không nên xuất hành đi xa. Nếu như có công việc cần thiết phải đi xa thì bạn nên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Nam hoặc là tài thần, hướng chính Đông. Hai cái hướng này sẽ hạn chế rủi ro cho bạn bạn tuổi mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy chú ý về tiền bạc tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa không được cả tin tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ cần tránh đầu tư tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc tiền bạc thất thoát tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim học cách hỏa hiệp và đánh giá của bà tuổi Mão trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 2, số 4, giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường, màu xanh ngọc, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi thìn, thứ 6, ngày 30 tháng 10 năm 2020, Ngày thứ sáu này đối với bà Tử thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà Tử thìn trong ngày này, bạn đang gặp ngày có thiên quan gây rối. Cái điều này cho thấy với bà Tử thìn dễ bị kích động, mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí là với những người chức cao vọng trọng nữa. Và bà Tử thìn, bạn hãy biết kìm nén bản thân mình nếu không muốn phải giải quyết nhiều cái rắc rối về sau này với mình nữa nhé. Bạn mệnh tuổi thìn cũng cần phải chú ý hơn trong cái cách cư xử, đặc biệt là đề phòng những kẻ tiểu nhân trong ngày. Tránh vui chẳng xấu mặt nào, không phải lúc nào cũng vùng lên để đấu tranh, cũng là một cách giải quyết vấn đề hợp lý đâu đó bạn tuổi thìn nhé. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thìn, bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại rất chi là tốt cái mối quan hệ giữa bạn tử thìn với cha mẹ của mình rất hòa thuận bạn biết rằng cha mẹ là người đi trước có giàu kinh nghiệm cho dù ý kiến của đôi bên có bất đồng thì bạn cũng không phản bác mà thường suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động nữa rồi đó bạn tự thìn nhé về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ sẽ bị kích động, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ, mau thuận với cấp trên, tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, chú ý cách cư xử, tử vi tuổi canh thìn thuộc kim, tránh xa kẻ tiểu nhân, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, hiếu thảo với cha mẹ. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi tí. Từ vi tuổi tỵ thứ 6, ngày 30 tháng 10 năm 2020, Ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà tuổi Tỵ trong ngày này bạn đang có được báo hiệu công việc của bạn tiến triển rất chi là thuận lợi nhờ có cái sự giúp đỡ của tam hội phù trợ cho bạn và bà tuổi Tỵ bạn nhận được cái sự yêu mến của nhiều người vì thái độ cư xử của bạn rất chi là hòa nhã thậm chí với bà tuổi Tỵ bạn có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay nữa. Và xem tử vi trong ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi tỵ lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là một khi cơ hội xuất hiện trước mắt, bạn nên nhanh chóng và tự tin nắm bắt ngay, chớ nên có nghi ngờ vào cái khả năng của chính mình mà trần trừ, do dự quá lâu. Những cái cơ hội quý giá chỉ xuất hiện một hai lần, nếu như đã trôi qua thì khó có thể lấy lại lần thứ hai được đó bạn tuổi tỵ nhé. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tử tỵ bạn lại đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý và bạn tử tỵ bạn phải cần dành nhiều cái sự quan tâm của mình cho người thân bạn nên hiểu rằng đó là những người gắn bó với mình cả đời và sẵn sàng ở bên giúp đỡ, động viên cho bạn mỗi khi bạn đương đầu với những cái khó khăn, thử thách trong cuộc sống nữa nhé. Và trong ngày này, đối với bà tử tỵ xuất hành thì được thuận lợi, có quý nhân phù trợ, mọi việc thông suốt, thi cử, ký kết hợp đồng cũng lợi thế hơn người nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa công việc thuận lợi tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ nhiều người yêu mến tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc nên tự tin hơn tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim không nên chần chừ do dự tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc Thủy quan tâm hơn tới gia đình với đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành, ngọ ngọ tự hình. Cái điều này gây ra những cái ảnh hưởng xấu cho bạn tuổi ngọ trong ngày hôm nay. Và bạn tuổi ngọ, bạn mệnh tỏa ra rất hiếu thắng, luôn cho mình là nhất và không chịu được những lời nói kích bác của người khác. Chính vì vậy, với bạn tuổi ngọ, bạn sẽ đưa ra những cái quyết định nóng vội và chủ quan trong ngày nữa nhé. Ai cũng thích được nghe những lời khiên ngợi, xu nịnh từ phía người ngoài. Tuy nhiên, với bạn tuổi ngọ, bạn nên biết rằng nếu muốn tiến bộ nhanh chóng thì những lời nhận xét chân thành của mọi người cũng sẽ có giá trị hơn lời khiên ngợi nhiều nữa bạn tuổi ngọ nhé. Và xem tử vi ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi ngọ Ngày này thích hợp để cho bạn xuất hành đi xa. Vì vậy, nếu như bạn có ý định đi xa thì bạn có thể đi về hướng Tây Nam hoặc là hướng Chính Đông. Hai cái hướng này gặp được tài thần và hỷ thần giúp cho công việc của bạn sẽ có phần được thuận lợi hơn nữa bạn tuổi ngọ nhé. Vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc Kim hiếu thắng chủ quan; tử vi tuổi bính ngọ thuộc Thủy thích làm theo ý của mình; tử vi tuổi mậu ngọ thuộc Hỏa họ, nên học cách lắng nghe; tử vi tuổi canh ngọ thuộc Thổ mau thuận với người khác; tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc Mộc thích hợp xuất hành. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp ba sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi mùi thứ 6, ngày 30 tháng 10 năm 2020 ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mùi xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cho thấy với bạn tuổi mùi bạn đang rất vượng vận về đào hoa trong ngày hôm nay bạn tuổi mùi bạn nhận được nhiều người chú ý và nếu như bạn đang còn độc thân thì hãy tranh thủ cái cơ hội này để tiếp xúc và mở lòng mình hơn với người khác rất có thể bạn sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp phù hợp với mình đó bạn tuổi mùi nhé trong ngày này nếu như bạn đã lập gia đình rồi thì bạn mệnh có được một ngày in bình bạn và nữ kia rất yêu thương nhau cho nên luôn giúp đỡ nhau trong mọi công việc ở nhà cái khoảng thời gian ở nhà chính là khoảng thời gian bạn không suy nghĩ về công việc và được thư giãn thực sự với mình rồi đó bạn tuổi mùi nhé. Nhưng trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn mệnh tuổi mùi là người có tinh thần trách nhiệm cao một khi đã được phân công nhiệm vụ gì là không bao giờ có thái độ đùn đẩy trốn tránh đức tính này sẽ giúp cho bạn tuổi mùi nhận được cái sự tán thượng của cấp trên và thăng tín trong nay mai nữa rồi bạn tuổi mùi nhé. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim mở rộng lòng mình, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy nhiều người chú ý, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa vợ chồng hòa thuận, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ tinh thần trách nhiệm cao, tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc cấp trên quý mến. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi mùi. Tử vi tuổi thân thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi thân xem tử vi cho chúng ta thấy là Cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này bạn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh Cái điều này cho thấy với bạn tuổi thân là người thông minh và có sự sáng tạo có thể đưa ra nhiều ý kiến mới mẻ có giá trị trong công việc nữa nhờ thế mà bạn mệnh tuổi thân nhận được cái sự khâm phục và ngưỡng mộ của đồng nghiệp cũng như là sự coi trọng của cấp trên nữa rồi nhá. Tuy nhiên, với bạn tuổi thân, bạn cần phải chú ý mở rộng cái mối quan hệ với mọi người, chỉ chăm chỉ với công việc của mình. Như vậy là không nên muốn thăng tín nhanh chóng. Ngoài tài năng, bạn cần phải có cái mối quan hệ tốt đẹp với mọi người nữa bạn tuổi thân nhé. Và trên tử vi ngày thứ sáu này, đối với bạn tuổi thân, cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn. Cái mối quan hệ giữa bạn tuổi thân với nửa kia không được tốt đẹp cho lắm. Hai bên có thể xảy ra cái sự hiểu lầm vào ngày hôm nay. Và với bạn tuổi thân, bạn đừng có vội nóng giận mà cần phải bình tĩnh nói chuyện với nhau, hóa giải những cái xích mích không đáng có bạn tuổi thân nhé và tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, thông minh, sáng tạo, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa, được mọi người khâm phục, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ, nên mở rộng quan hệ, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc, vợ chồng mau thuẫn, tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim, không nên nóng nảy. Về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Dậu thứ 6, ngày 30 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có chính ấn phù trợ. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Dậu, bạn có một ngày làm việc rất chi là thuận lợi, bạn tìm được cái cơ hội để thể hiện khả năng và bản lĩnh của mình, mở đường cho sự nghiệp tương lai phát trị nữa rồi nhé. Và bạn tuổi dậu, bạn cũng cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa để tương lai của mình được rạng ngời hơn nữa nhé. Với bạn tuổi dậu, bạn nhận được sự yêu mến và kính trọng của mọi người bởi bạn đang có được đức tính khoan dung, độ lượng và không ham danh lợi. Nếu như bạn đang đứng ở cái cương vị lãnh đạo, chắc chắn bạn sẽ được nhân viên tin tưởng và tôn trọng rất chi là nhiều nữa nhé. Nhưng trong cái vận trình ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp ngày có họa khắc với Kim. Cái điều này nhắc nhở bản mệnh tuổi Dậu cần phải tránh xa những cái mối quan hệ về trai gái phức tạp nếu không muốn rước họa vào thân. Nhất là đối với những người đã có gia đình rồi thì hãy giữ một khoảng cách vừa đủ nếu có ai đó chủ động tiếp cận với mình bạn tuổi Dậu nhé. Và tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, công việc thuận lợi, tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, thể hiện khả năng, tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, có cơ hội thăng tín, tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, được mọi người tin cậy, tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, giữ khoảng cách với người khác giới. Về đánh giá của bạn tử Dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao Con số may mắn số 2, số 7 Giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ Màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc Quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thìn, tuổi tỵ Từ vi tuổi tuất thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ sáu này đối với bà Tử Tuất, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bà Tử Tuất trong ngày này, bạn đang gặp ngày có thiên quan giáng họa, cái điều này chưa thấy với bà Tử Tuất năng động và nhanh nhẹ, nhưng lại đang quá chủ quan, bạn muốn người khác phải nghe theo ý kiến của mình, một khi gặp ai đó phản đối là bạn dễ nội xung lên và gây ra những cái sự mâu thuẫn với mọi người nữa đó bạn Tử Tuất nhé. May mắn cho cái vận trình của bạn tử Tuất trong ngày thứ sáu này là bạn đang gặp được ngày có hòa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn tử Tuất lại có phần được tốt đẹp. Với bạn tử Tuất có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Nửa kia của bạn là người rất bao dung và thấu hiểu, cho dù đôi bên có những cái bất đồng quan điểm và bạn vô tình làm người ấy phật lòng đi chăng nữa bạn tử Tuất nhé. Quân cái cũng là một trong số những cái điều kiện khiến cho bạn mệnh tuổi tuất tự hào trong ngày hôm nay và bạn không đặt ra những cái yêu cầu quá nghiêm khắc cho con cái của mình mà luôn biết để cho cao quân cái phát triển tự do hơn. Bạn tin rằng ai cũng có sở trường của riêng mình, không cần phải thiêu một cái khuôn mẫu nào cả nữa đó nhá Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa dễ gây mâu thuẫn, tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ, suy nghĩ chủ quan, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, nửa kia thấu hiểu, tử vi tuổi canh tuất thuộc kim, yêu thương con cái, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy, nhanh nhẹn, năng động. Về đánh giá của bạn tử tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi tuất. Từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ sáu này đối với bà tuổi Hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này, bạn lại đang gặp ngày có thủy khắc với hỏa. Cái điều này cho thấy với bà tuổi hợi dễ gặp phải những điều không như ý trong các mối quan hệ của mình ngày hôm nay. Và bà tuổi hợi không nên quá thất vọng và tổn thương bởi không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta cũng đáp lại với mình một tình cảm tương tự nhé. Trong gia đình, cái mối quan hệ giữa bạn tuổi hợi với nửa kia cũng không được như mong muốn. Hai người tỏa ra khá chi là lạnh nhạt và thờ ơ với nhau. Và bạn tuổi hợi, bạn hãy hàn gắn ngay khi quản kịp, chứ đừng bỏ mặc mọi chuyện muốn tới đâu thì tới nữa nhé. Bạn mệnh tuổi hợi trong ngày thứ sáu này cũng cần tránh những cái hoạt động như là tranh chấp, kiện tụng trong ngày hôm nay. Dù có mâu thuẫn gì xảy ra đi chăng nữa, bạn cũng nên nhận nhịn một điều nhịn. Chín điều lành không phải cứ bao giờ giành chín tháng là chứng tỏ được quan điểm của mình đúng đắn đâu đó bạn tuổi hợi nhé. Ngày này đối với bạn tuổi hợi không nên xuất hành đi xa bởi bạn đang có cái điểm báo, có cái sự nhợ tàu xia mong cầu về tài lộc không được đường đi mất của điểm báo xấu nữa nhé về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa giao thông không thuận tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ suy nghĩ tích cực hơn tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc vợ chồng lạnh nhạt tử vi tuổi tân hợi thuộc kim khắc phục mâu thuẫn tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy tránh tranh chấp kiện tụng Vậy đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 4, số 7, giờ tốt. Từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuổi dần, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.